Vì sao bé trai 10 tuổi có thể lọt xuống trụ bê tông đường kính 25cm? Liên quan vụ bé trai 10 tuổi nặng gần 22kg rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cháu bé có thể lọt xuống được. Sau gần 10 ngày xảy ra vụ việc, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa thai Lý Hạo Nam, 10 tuổi, rơi xuống ống cọc bê tông tại dự án cầu dọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình lên được mặt đất. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi vì sao trụ bê tông có đường kính 25cm lại có thể khiến cháu bé nặng gần 22kg lọt xuống được. Hố tử thần ở đâu ra? Hình ảnh, video ghi lại cảnh cứu bé trai ở thời điểm đầu, lộ rõ mô đất có hố tử thần, miệng hố khoảng 60-70cm. Đây là nguyên nhân bé trai lọt trụ bê tông cắm sâu xuống đất 35m. Nhưng vì sao có hố tử thần này tại công trình? Theo lời một công nhân tham gia đóng cọc tại công trình, đội thi công của anh thực hiện việc đóng cọc trụ bê tông hai bên mố cầu kênh dọc Sen. Phần việc này đội thi công thực hiện từ tháng 11 năm 2022, mỗi mố cầu đóng 18 trụ bê tông dài 35m. Đến ngày 29 tháng 12, trụ cuối cùng bên bờ phải kênh dọc Sen, phía bờ cháu trai lọt trụ bê tông, đã đóng xong. Công nhân Đoàn Tuấn Em, 33 tuổi, quê Cà Mau, cho biết 18 trụ bê tông đóng xong, công nhân đều dùng đất đắp lại. Từ mặt đất đến miệng trụ bê tông dày từ 2 đến 3 mét. Bởi thế Tuấn Em và nhiều công nhân khác không lý giải được vì sao có hố tử thần trên khiến bé Nam lọt xuống. Tuy nhiên, anh Tuấn Em và anh Hoàng Anh Việt, công nhân trong đội thi công đóng cọc cho rằng, lớp đất đắp trên mặt trụ bê tông có thể bị lở ra do phương tiện di chuyển qua lại vì thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn, trời không mưa. Khi đóng cọc xong, anh em phải lấp đất lại vì đơn giản là tự bảo vệ mình khỏi lọt chân. Một trụ bị hở miệng có thể do phương tiện di chuyển qua, mỗi phương tiện nặng trên 60 tấn, tạo rung lắc, Tuấn Em nói. Anh Việt chia sẻ thêm, khi đội di rời qua bờ sông đối diện để thi công cọc, lúc này công nhân, máy móc đã tập trung bên bờ đối diện. Khi đóng được cọc thứ nhất, thì xảy ra sự việc cháu trai lọt trụ bê tông. Theo lời những công nhân có mặt tại hiện trường từng tham gia cứu bé Hạo Nam, lúc xảy ra sự vụ, anh em công nhân nghỉ trưa, chuẩn bị ăn cơm. Và trước đó, nhóm trẻ này đã từng được nhắc nhở khi lén vào công trình. Lời giải thích trên chỉ là một phía từ những người có mặt ở hiện trường. Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng về trách nhiệm của đơn vị thi công, quản lý dự án và đơn vị giám sát công trình này khi để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nỗ lực cứu hộ bất thành. Anh Đoàn Tuấn Em kể, tôi chuẩn bị về ăn cơm thì một bé gái chạy vào kêu chú ơi có bé lọt hố rồi. Nghe vậy, tôi và mọi người chạy ra ống trụ bê tông. Tôi hỏi lớn cháu ở đâu. Phía dưới bé trai nói, cháu ở dưới hố, cứu cháu với, lôi cháu lên với. Lúc đó, tôi rất lúng túng chỉ nói chờ chú. Anh Tuấn Em chạy đi kiếm sợi dây và cùng các công nhân đến kéo bé Nam lên. Bé Nam bám vào dây một lần, sau đó lại tuột xuống dưới, anh Tuấn Em kể. Đại úy Nguyễn Phương Hồng và công an viên Đặng Văn Giang, công an xã Phú Lợi, cho biết khi nhận thông tin, chỉ 5 phút sau hai anh đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, cả hai không nghe tiếng bé Nam, chỉ thấy mọi người đang cố gắng thả dây oxy xuống ống trụ bê tông. Hơn 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường, tiếp tục duy trì thả dây oxy, thả dây cứu hộ nhưng không nhận được tín hiệu từ nạn nhân. Tính đến nay, đã gần 10 ngày trôi qua nhưng công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân rơi xuống ống cọc bê tông vẫn gặp nhiều khó khăn. Dù ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều chuyên gia, thiết bị máy móc đến cứu giải cứu nạn nhân. Đặc biệt, từ khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều bộ, ngành của Trung ương đã vào cuộc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu hộ không đạt kết quả như mong muốn. Như đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng 3 người bạn chung, xóm vào công trình cầu dọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm. Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành. Đến chiều tối ngày 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công bố với báo chí, cháu trai lọt trụ bê tông đã tử vong. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dùng nhiều phương án nhấc trụ bê tông lên mặt đất, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.